phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Khánh Hòa, Đoàn An Điều dưỡng 20 và Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã nhiệt tình đăng ký tham gia hiến máu. Khác với những lần trước, đợt hiến máu tình nguyện này được tổ chức khá nghiêm ngặt, đảm bảo nguyên tắc an toàn chống dịch. Hoạt động hiến máu lần này được tổ chức đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng chống dịch. 100% cán bộ chiến sĩ tham gia hiến máu đã được tiêm 2 mũi vaccine và có kết quả âm tính với COVID-19. Trong cái giai đoạn hiện nay COVID nó căng thẳng thế này thì hoạt động này cũng là cần thiết. Mỗi một giọt máu cho đi thì có thể sẽ đóng góp vào cái duy trì sự sống cho những cái người bệnh. Năm 2021, dù đã nhiều đợt kêu gọi trước thực trạng nguồn máu khan hiếm, nhưng lượng máu Viện Huyết học Truyền máu Trung ương thu được đến nay cũng chỉ đáp ứng khoảng 50% kế hoạch. Bởi vậy, hoạt động hiến máu tình nguyện lần này tuy chỉ dự kiến thu được 100 đơn vị máu, nhưng lại có ý nghĩa rất lớn trong việc cứu người trong điều kiện khó khăn vì dịch bệnh COVID hiện nay. Với 100 đơn vị máu tại buổi hiến máu ngày hôm nay thì để mang đến cũng như để giúp cho đủ và kịp thời điều trị những bệnh nhân đang cấp cứu trong bệnh viện. Trước thực trạng tụ máu tại nhiều bệnh viện tuyến tỉnh vẫn còn nhiều ngang trống, vẫn cần nhiều đợt hiến máu tình nguyện được tổ chức. Riêng tỉnh Khánh Hòa, từ nay đến cuối năm dự kiến sẽ tiếp nhận thêm khoảng 8.000 đơn vị máu, đáp ứng công tác cấp cứu điều trị của tỉnh và tham gia điều phối máu trên toàn quốc.